Rồi em chưa cần xe máy cánh phép, xin chào mọi người nha. Đây em review cho mọi người con Neo Kim, giá cực kỳ tốt luôn nha. Con này thì em thấy chân cẳng sơn bạc, áo sống đồ ghim nè, mà không hiểu nguyên nhân tại sao mà anh em ta gút đầu, chắc có thể là do lỏng bạc không đồ kia ha. Nhưng mà là gút đầu mà rất khéo, quá khéo, giờ không ra nổi gút đầu. Nhìn ốc tán nó sạch sẽ đẹp đẽ quá. Ốc tán rồi không có dấu bọng chứ. Nhưng mà mình em bán thì có sao, nó vậy à. Xe này thì có chạm đầu rồi đó. Nó sơn bạc rồi đẹp quá nè. Sơn bạc phục đồ đậm đồ ghim nè. Đi ghim đẹp. Này có bong chóc này chút xíu ha. Tại vì sơn ghim mà. Ốc tán đồ sáng tân đẹp quá trời luôn. Áo ghim luôn nè, áo ghim theo xe luôn. Có thay cái mũ đầu ha. Mũ đầu có thay. Sơn bạc dành căm đồ ghim theo xe hết. Căm còn sáng tưng à. Lóc lét đồ ghim im. Đó, xe này thì đầu nồi có làm nha. Nhưng mà cái đầu nó rút ra nhìn khéo quá, không có dấu. Nói chung là làm im rồi, miễn cái giá nó tốt nữa cũng được. Bữa em cũng bán chiếc 22 triệu, cũng làm cái cục máy, ngon lành, êm ấm luôn. Xe này em bán cũng đồng giá xe kia luôn, 22 triệu mà xe đời cao. Chiếc em mới bán bữa em bán chiếc 206, này chiếc này đời 208 rồi. Này là 27, 28, sườn đen. Xe sạch đẹp luôn. Kiến ghim còn cặp luôn. Máy thì anh em khỏi cái bàn luôn. Máy này em chạy kiểm tra thấy quá đã. Máy âm hiểm luôn á. Nó đang nổ đó. Đó, anh em nào mới tập chơi á, mua mấy cái này là anh em chơi ok luôn. Giá nó tốt, giá tốt, máy móc anh em ta làm sẵn chỉnh đồ luôn, nổ không một tiếng động lạ, không có vũ đuôi với vọng như thế ha. Áo ghim nè, không có bể bọng được kia ha. Áo còn dàn áo còn liền lắm, áo chân cẳng sơn bạc này nhìn nó liền kia. Dành căm còn sáng tinh luôn nè, căm còn chiếu chiếu luôn. Bọng rồi cũng đẹp, nó không có xì nhớ xì nhau gì. Đó, buộc bọng hai bên đồ cũng sạch đẹp, không có xì nhớ nhau rồi. Ốc tán rồi sáng trưng. Nói chung anh em mua cái chắc xe ghim bây giờ, xe bèo quẹo giờ nó cũng tầm khoảng hai mấy, không có rẻ ha. Nhưng mà xe này anh em ta làm ngon, nhưng mà chắc xe nó đẹp nữa. Rồi về khỏi mất công mình tốn tiền dọn bọng gì. Cái đát bọc sên nó bị chốc rồi, chốc mất tiêu rồi. Còn đát trên, đát dưới bị sát cửa bọng cái chốc mất tiêu. Đó, chân cẳng ốc tán được sáng đẹp quá luôn. Xe này chân cẳng ghim nó nha, không có dọn nha mọi người. Chỉ có cái là xe này chỉ có chạm đầu nồi có làm thôi. Đó gì đó. Và chi tiết xe này chỉ có nhiêu thôi, sườn bọng áo sống đẹp, chân cẳng đẹp đó. Đầu nồi chạm, giá 22 củ bao hồ sơ cho anh em luôn, giá quá tốt, quá nhanh lẹ đó. Anh em nhắc điện thoại alo em liền nha, số điện thoại em là 0961 374 375. Rồi bye bye mọi người nhé.